Thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào mừng Ngài Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ quốc phòng Việt Nam-Thái Lan. Đại tướng Chalamphon Srinivasan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà đoàn Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hoàng gia Thái Lan, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa hai nước. Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa hai quân đội thời gian qua không ngừng phát triển với nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả. Các cơ chế hợp tác tiếp tục được phát huy hiệu quả, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng, giao lưu cảnh sát biển, hợp tác quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ, chia sẻ thông tin, hợp tác đào tạo, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã cử đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia giải bóng chuyền nam quân đội các nước ASEAN năm 2023 do Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tổ chức từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023. Thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, tập trung vào các lĩnh vực, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Trước mắt, làm tốt công tác chuẩn bị đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 5 dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2023. Nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh, khu vực và quốc tế. Việt Nam khẳng định ủng hộ các sự kiện do Bộ Quốc phòng và Quân đội Thái Lan tổ chức trong năm 2024 như triển lãm quốc phòng và an ninh, hội nghị tư lệnh lục quân ASEAN lần thứ 24 và các hoạt động liên quan. Tại hội đàm, hai bên khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.